Lao vào chuyện tình với Kiều Minh Tuấn, liệu An Nguy có trở thành nam em version 2? An Nguy ơi, bài học của nam em vẫn còn ngay trước mắt. Sau hàng loạt nghi vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy có mối quan hệ yêu đương khi hợp tác chung một dự án điện ảnh. Sáng 14 tháng 9 vừa qua, cả hai đã chính thức thừa nhận có tình cảm thật với đối phương và cả ở trong phim lẫn ngoài đời trên báo. Thậm chí An Nguy còn bật khóc khi nhắc về đoạn tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Được biết, ngay sau khi phim đóng máy, An Nguy đã vội vàng trở về Mỹ để tìm cách quên đi những cảm xúc mới chớm nở này cùng đàn anh. Nhưng mọi cố gắng để trở thành công cốc khi cô quay lại Việt Nam và quyết định chọn con tim, chứ không nghe theo lý trí. Chuyện tình cảm của Cát Phượng Kiều Minh Tuấn An Nguy khiến khán giả cảm thấy quen quen. Cát Phượng Kiều Minh Tuấn là một cặp, cả showbiz này cũng biết. An Nguy gặp Kiều Minh Tuấn trên phim trường và cả hai phát sinh tình cảm trong thời gian ngắn ngủi, dù biết rằng đàn anh đã có người yêu. Có thể thấy chuyện tình rắc rối đang hot nhất showbiz này không khác gì so với chuyện tình tay ba rầm rộ hồi đầu năm của Nhã Phương, Trường Giang và Nam Em. Khi đó Nhã Phương, Trường Giang công khai tình cảm đã lâu, cả làng giải trí Việt chỉ đợi ngày cặp đôi về chung một nhà. Trường Giang gặp Nam Em trong chương trình 7 nụ cười xuân, khi đó Nam Em cũng biết đàn anh đã có người con gái mình thương. Ấy vậy mà chỉ bằng một hũ củ kiệu, một chiếc bánh sinh nhật và dăm ba câu quan tâm, Nam Em đã siêu lòng và sa vào lưới tình của đàn anh. Để rồi một tháng sau, cô đau đớn khi thấy người con trai vừa tối hôm trước còn đến nhà đòi gặp mình, tối hôm sau đã cướp sóng truyền hình để cầu hôn người khác. Và rồi sau đó Trường Giang lên báo dằn mặt Nam Em, đừng có động đến Nhã Phương, nếu không sẽ không có kết cục yên ổn. Nam Em thì cứ vượt vã với mối tình ngắn ngủi một tháng mà tưởng như một đời của mình. Trong khi Trường Giang, Nhã Phương làm lành với nhau, cả hai quyết định về chung một nhà vào cuối tháng 9. Scandal chấn động showbiz hồi đầu năm chắc chắn An Nguy không thể không biết tới. Mà dù có không biết thật, thì việc Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn yêu nhau cả chục năm là thật, thường xuyên dành lời có cánh cho nhau là thật. Và chuyện An Nguy là người đến sau, là người xen vào giữa tình cảm của cặp đôi cũng là thật. Và An Nguy của bây giờ cũng không khác nam em của hồi đó là bao. Chỉ có điều hiện tại chưa biết Kiều Minh Tuấn sẽ chọn Cát Phượng như Trường Giang chọn Nhã Phương hay sẽ là An Nguy đây.